câu chuyện hai anh em ở một ngôi làng nhỏ có hai anh em nông dân nọ tính rất hiền lành chăm chỉ và siêng năng người anh đã lập gia đình sống với vợ và con còn người em thì vẫn còn độc thân khi cha mẹ họ qua đời nhà cửa điền sản được chia đều cho hai anh em họ trồng lúa trên mảnh đất của bố mẹ để lại đến vụ gặt lúa thu hoạch được hai anh em chia đều và ai nấy trở về cất vào kho của mình tối đến người em thầm nghĩ ta còn độc thân sống sao cũng được nhưng còn anh thì vợ con đùm đề tất nhiên cuộc sống sẽ gặp nhiều khó khăn hơn ta nên chia một nửa số lúa mới thu hoạch đem biếu cho anh trai mới là hợp lẽ người em sợ người anh sẽ từ chối không chịu nhận nên ngay trong đêm người em lén chở lúa tới bỏ vào kho của anh tối đó người anh cũng bàn với vợ ta có vợ có chồng bề gì cũng dễ xoay sở còn chú một thân một mình sắp tới lại còn lo chuyện cưới vợ hay là ta lén ra ruộng lấy bớt phần lúa của ta để sang cho nó người vợ tốt bụng liền đồng ý ngay người anh sợ em từ chối không chịu nhận thế là nhân lúc trời chưa sáng người anh đã ba chân bốn cẳng mang lúa qua lén bỏ vào kho của em mình sáng hôm sau khi họ đến thăm kho thì thấy kho mình chẳng vơi đi chút nào họ thầm nghĩ chắc đêm qua mình đã nằm mơ đêm thứ hai khi hai anh em đang mang lúa qua cho người kia thì họ gặp nhau ở giữa đường họ hiểu ra và ôm chầm lấy nhau mà khóc từ đó hai anh em không phân chia tách rời gì nữa họ cùng sống chung với nhau trên mảnh đất của cha mẹ để lại